Rồi, hello anh em nhá. Đây, nay lên hình cho bác em này đập được tiếng rất là đẹp luôn. Mẹ múa máy liên tục. Em này thì chuẩn ra rừng luôn các bác nha. Giọng rừng rất là hay, luyến láy giọng rừng hay cực kỳ luôn. Chim chuẩn ra rừng đấy anh em ạ. Chân mảnh mỏ mỏng, lông lá sáng màu, mẫu chim này thì rất là dễ chơi các bác nhá. Lông đầu mỏng dính luôn, và mắt rất là đẹp. Đây, em sẽ zoom sát đầu mặt cho anh em xem. Máy quay của em nó chỉ zoom được tầm này thôi, anh em thông cảm nhá. Đấy, mắt rất là đẹp, mỏ mỏng các bác nhá. Chim hót hoàn toàn một mình các bác nhé. Đây em cho các bác xem này. Đấy, treo đến một mình thôi chứ không có chim mái bên cạnh nữa nhá. Dùng sát cho anh em xem chim này nó dễ nhá. Đấy, chim rất là đẹp luôn, hót mình múa rất là hay. Lâu lắm mới gặp được em múa đẹp này đấy các bạn, cũng hay như này đây, rất hay luôn. Đấy, nhìn rất thích mắt các bác nhé. Hót của mình cũng múa luôn. Hót gật gù múa quá đẹp. Em này giọng rừng rất là hay các bác nhá, luyến láy rất là hay. Con chim giả rừng ấy, khi anh em động vào lồng ấy, cái sách lồng thì nó hơi nhảy một chút, nhưng mà đổi lại anh em được giọng rừng hay và nó luyến láy, với lại con chim nó chơi nó bài bản hơn rất là nhiều. Những con chim non thì điện đóm nó không ổn định là cái thứ nhất này, và lại là nó không có được nhiều giọng mà nó không đến láy như những con chim giả rừng như này nhá. Những con chim giả rừng như này thì nếu mà anh em đã chăm điện lên mà những con chim nó hót tốt như này ấy, thì điện đóm nó rất là ổn định luôn và nó chơi giọng nhiều giọng và chim nó bản lĩnh hơn nhiều các bác nhá, bởi vì là nó ngoài rừng nó va chạm chim rừng nó nhiều rồi nên là chim nó bản lĩnh hơn nhiều. Những chim non thì anh em nuôi nhốt nó từ bé thì tất nhiên là nó sẽ được thuần hơn, nhưng mà nó ít giọng và nó con chim nó không bản lĩnh, nó thích thì nó chơi mà chả thích thì nó lại có thể xù đầu ngay được. Nhưng những con chim này thì nó bản lĩnh hơn nhiều, anh em chơi thế rất là dễ hơn nhiều bởi vì nó ổn định. Đấy, điện đóm cùi lửa nó ổn định và nhưng mà chim thì anh em treo lên chơi ngắm chim mới là nghe hót thôi, chứ không phải là anh em mình đặt bàn rồi cầm tay nó suốt ngày đâu. Ở như những em anh em mà chơi sâu họ mi ấy, hoặc những anh em mà đam mê giọng hót là thì anh em hay chọn những con chim giả rừng như này để chơi hơn. Còn những anh em mà chưa kinh nghiệm chơi hoặc là không có thời gian ấy, thì anh em mới mua những con chim gọi là chim non thì các bác gọi là chơi rồi nghịch nó là chủ yếu, chứ còn cũng không phải nghe hót nhiều, bởi vì chim non nó không hót nhiều bằng những con chim giả rừng này đâu. Con này nó hót nhiều, nó ở ngoài rừng, nó ngoài thiên nhiên nó va chạm, rồi nó va chạm với chim rừng, rồi nó gặp nhiều loại chim thì giọng của nó hay và nó nhiều giọng hơn. Ở
em này cao cầu rất là đẹp các bác nhá. Đấy, anh em có thể thấy em quay clip 4-5 phút rồi mà em nó vẫn đập đuôi múa đuôi suốt từ nãy đến giờ, càng đập càng đẹp luôn. Sáng ra hót suốt từ sáng giờ các bạn, nên là bây giờ là 8 giờ sáng rồi. Đấy, chim vẫn hót rất là tốt, em treo suốt từ 6-7 giờ đến giờ. Hót rất là tốt các bác nhé, cứ hót là vẩy luôn, cứ hót là đập được chiều luôn, múa rất hay. Chú muốn chim đẹp cái này, em khẳng định với các bác là anh em nào mà chưa nghi nhận em này về thả ra lồng là đảm bảo các bác ưng luôn. Nhìn dáng rất bóng bộ, rất là đẹp, lông lá mượt mà. Họa rất là nét các bác nhé, hài họa, nét căng, đều găng tắp luôn. Con chim nó đẹp, nó dễ chơi các bạn, mà lại là khi chơi anh em nhìn chim nó cũng thích hơn. Đấy, mấy em hàng độc đập đuôi khiếu mà liên tục này thì càng thích hơn nha các bác nha. Đấy, giọng chó các bạn, kêu như chó con ạ. Những giọng này thì chỉ ngoài rừng mới có đấy, ngoài thiên nhiên mới có đấy, chứ còn chim nuôi nhốt thì không thể có được các bác nha. Bây giờ 7 phút rồi thì em sẽ để cho các bác nghe giọng như thẩm chim, thì em sẽ quay clip khoảng 10 phút anh em nhé. Anh em nào kết thì alo cho em qua số điện thoại là 0978 767 689. Đấy, anh em đam mê chim cảnh thì đăng ký kênh giúp em qua kênh YouTube Quân Họ Mi này các bác nhé. Anh em đăng ký thì sau này em lên video mới ấy, thì các bác sẽ nhận được thông báo luôn về điện thoại, thì bác sẽ không bỏ lỡ một bất cứ một chim đẹp chim hay nào của em. Để anh em thẩm giọng nhá. Thank you.